Chỉ cần gõ tìm kiếm cụm từ tiền ảo OneCoin, sau 0,33 giây cho ra 1.730.000 kết quả có liên quan. Trong vai một người đang có nhiều tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư vào tiền ảo OneCoin, nhóm phóng viên đã gọi tới số điện thoại 090-459-XXX đang trên một trang web có địa chỉ shoponecoin.com, gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên Nam. $7,500 đúng không? Đúng rồi, anh đầu tư khoảng độ 7.500 7.500. Anh có 75.000 tức gần cộng thêm 10% ạ. Sau đó thì cái gói đó nó được chia tách 3 lần ạ. Tức là anh ấy số tức gần anh nhận lên 8 ạ. Ừ. Sau đó thì anh chia cho độ khó nó khoảng 80 ạ. Đó sẽ là ra số đó anh. Anh em mình có thể cà phê để anh trao đổi thêm một chút được không? Ừ. Dạ không anh, thường thì em chỉ gặp khách hàng chốt giao dịch thôi, chứ gặp trao đổi giới thiệu OneCoin thì chắc là không ạ. Trong khi ở một diễn đàn khác tại địa chỉ www.doutuoncoinvn.com cũng đăng số điện thoại 0984526XXX, gọi vào đầu dây là giọng một người phụ nữ cho biết nhóm của chị có cả ở trong miền Nam, Hà Nội, Hải Phòng và chị sẽ cho người gọi lại để tư vấn đầu tư. Tìm hiểu quanh coi lâu chưa? Bây giờ anh đang còn cái thắc mắc lăn tăn gì thì em? Thì nói về quanh coi học là nó tiền điện tử thì nói chung á, thì bây giờ nó là một cái xu hướng thanh toán của thế giới rồi. Anh ở nước ngoài thì về cái phát triển về công nghệ thì anh đã nắm rồi. Bây giờ mọi thứ ứng dụng được phát triển trên nền tảng internet hết, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì tất cả mọi cái lĩnh vực sau này như là Google, Facebook hay là Uber, những cái dịch vụ tiện ích khác nó được phát triển trên nền tảng internet hết. Còn đây là một trong những địa điểm môi giới kinh doanh tiền ảo tại Hà Nội, được núp bóng dưới một quán cà phê. Tuy nhiên, đây là nơi tập trung những đối tượng môi giới và những người muốn tham gia kinh doanh tiền ảo tụ tập. Thế thì chúng ta đầu tư thì chúng ta như thế nào? Thì bản chất là chúng ta là tiền hàng tiền, nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền thật ra. Đồng tiền này là đồng tiền không có sẵn, thì chúng ta phải quy đổi cái đồng tiền thật của chúng ta ra một loại hàng hóa là đồng tiền này. Sau đó nó tăng trưởng lên thì chúng ta lại bán cái đó đấy về tiền thật. Như vậy, nếu đúng như lời giới thiệu của những người môi giới này, thì chỉ cần bỏ ra 220 triệu ban đầu, đầu tư trong khoảng 1 năm, không cần làm gì, thì tài sản cũng tăng lên hơn 1,7 tỷ đồng. Trong trường hợp giá của đồng OneCoin tiếp tục tăng, thì tài sản cũng sẽ tăng liên tiếp.